Cú đúp của Messi trong trận đấu với FC Dallas. Messi đã tỏa sáng rực rỡ kể từ khi ra mắt Inter Miami. Trong trận đấu ở vòng 1/8 League Cup 2023 với FC Dallas tại Texas vào sáng nay, 7 tháng 8, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục là nhân vật chính khi đóng góp cú đúp giúp Inter Miami ngược dòng hòa 4-4 trước FC Dallas trước khi thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu. Kết quả này giúp Inter Miami giành quyền lọt vào tứ kết League Cup. Họ sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Houston Dynamo và Salah. Bước vào trận đấu này, Inter Miami nhập cuộc khẩn trương. Ngay ở phút thứ 6, Messi đã ghi bàn mở tỷ số. Từ đường truyền của Jordi Alba, Empolga tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm, tung lưới FC Dallas. Những tưởng bàn thắng sớm giúp Inter Miami thi đấu bùng nổ nhưng mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. FC Dallas vùng lên mạnh mẽ. Trước giờ nghỉ hiệp 1, họ đã vượt lên dẫn trước 2-1 với Inter Miami nhờ các pha lập công của Quy Nhông, 37, Camundo, 45. Tới phút 63, FC Dallas đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 do công của Alan Velasco. 2 phút sau, Benjamin Grimaldi đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, nhen nhóm hy vọng cho Inter Miami. Thế nhưng, khi tinh thần lên cao, đội bóng của Messi lại nhận bàn thua thứ tư ở phút 68 sau khi tình huống bắt lưới nhà vô duyên của Robert Taylor. Trong bối cảnh đội nhà lâm vào thế khó, Empolga đã chứng minh phẩm chất siêu sao. Phút 80, từ quả treo bóng của Messi, cầu thủ pha phần của FC Dallas đã đưa bóng về lưới nhà. Chưa dừng lại ở đó, phút 85, siêu sao số 10 đã sắm vai người hùng với bàn thắng đẹp mắt từ tình huống đá phạt san bằng tỷ số 4-4. Đây là bàn thắng thứ 7 sau 4 trận ra sân cho Inter Miami của Messi. Sau khi hòa 4-4 ở thời gian chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Inter Miami đã xuất sắc giành vé đi tiếp sau chiến thắng 5-3.